khổ tâm cái gì? Thiếu gì người họ đẻ rồi mới làm đám cưới? Hay là họ vừa làm đám cưới vừa đẻ? Có chết chóc gì đâu. Mà họ thuộc về những gia đình đúng đắn. Còn em, nói xin lỗi, nói gì mình cũng phải nói trắng ra để dễ thông cảm. Em trước là một cô gái bán thuốc lá, sau này thì làm vũ nữ, rồi lấy chồng già để đập đổ. Dẫu em có đeo hột xoàn đầy mình đi chăng nữa, thì em cũng là một cô gái nhảy không hơn không kém. Đời đã coi mình không ra gì, thì mình cứ không ra gì có phải hơn không? Có cần? Anh về đi. Sao vậy? Đuổi anh à? Anh về đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Chẳng những đêm nay, mà từ ra về sau, tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh. Anh là một thằng tồi. Đời đã coi tôi không ra gì, tôi cũng không thể cưỡng lại được. Còn anh, anh không thể nhìn tôi với cặp mắt của những người khác. Vì anh là người tôi yêu. Tôi lặp lại một lần nữa để anh nghe thấu lỗ tai anh. Anh là người tôi yêu chứ chưa phải là người yêu tôi. Tưởng danh giá gì, đi học lóm mấy câu triết lý rẻ tiền rồi dùng với tôi. Rất tiếc, nếu con đắc kỷ ngày xưa, nó cứ nhớ mãi nó là con chồng cái tu lâu năm rồi mới thành hình, thì nó cũng sáng công tu luyện thêm chút đỉnh nữa để thành một thứ tiên nho nhỏ. Đằng này nó lại quên, nó cứ tưởng nó là một bà hoàng hậu có quyền sanh sát, cho nên cuối cùng nó phải hiện nguyên hình là một con chồng cái. Anh còn mắng thêm tôi nữa phải không? Tôi lặp lại để cho cô thấu lỗ tai. Hạng vũ nữ như cô may mắn có một thằng chồng giàu, rồi son phấn ra đường với vẻ mặt dương dương tự đắc, quên phát mình là một loài chùm gởi, cái thứ ký sinh trùng. Khốn nạn! Anh chính thức lột mặt nạ rồi phải không? Tôi không ngờ. Trời ơi, thật tôi không ngờ. Tôi muốn lập gia đình, tôi có tiền của sẵn. Tôi lấy anh đâu phải là tôi muốn đục khoét gì, mà anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ. Trời ơi, ăn trộm, mớ người ta ăn trộm. Ăn trộm. Chú, ăn trộm. Chú Út ơi. Hả? Không có phải. Chú Út ơi, không có phải ăn trộm đâu. Chỉ còn Binh nữa nữa phải không? Ê Sơn, cũng là mày và mãi mãi vẫn là mày. Một thứ thần dòng suối người ta thắt cổ phải không mày? Vậy thì con dao này... Trời ơi, đừng có làm vậy mà chú. Chú ơi, chú. Xe ra đi. Ở phòng này chỉ có ba người, mà không ai là quan tòa đi buộc tội ai hết, không ai là trạng sư đi bào chữa cho ai hết. Chỉ có một nạn nhân, một người là tội nhân, một người làm nhân chứng. Chú, chú ơi, chú làm bậy rồi ra tòa, còn khổ nữa, khổ lắm đó. Chị đừng có lo, chị đừng có lo mà không có gì phải khổ cả. Công Lý như là một người phu lục lộ, mỗi ngày mỗi quét đường. Còn tội ác là loại rắc chợ mỗi ngày mỗi có. Ban đêm là giờ phát sinh tội ác, ngày mai mặt trời mọc mới tới vai trò của Công Lý. Tội ác, Công Lý. Công Lý rồi tội ác nó rước bắt liền nhau hả? Mức ăn thua là giờ tận thế đó. Phải không Sơn? Phải không mày? Tôi có tội gì mà anh đòi giết tôi? Tội cãi lệnh của tao. Tao cấm mày lại nhà này, thì mày cứ lại hả? Tao cấm mày yêu chị tao, vậy mà mày vẫn cứ yêu. Có phải mày có tội không mày? Hả? Tôi không bao giờ yêu chị ông. Ê ê ê ê, mày nói chơi hay nói giỡn gì Sơn? Chú Út, hắn nói đúng đó chú Út bà.
Tôi đã đoán thiên cơ, cứ nhìn sơ là tôi đã biết. Chị hãy nên nghe tôi, đừng yêu lầm một kẻ gian manh. Giờ đây còn chi đâu, tình yêu kia theo gió trôi qua rồi. Mày có nghe chị tao nói gì không? Sao Hồng đi mà còn đứng đó lặng im nhìn? Anh trả chìa khóa lại cho tôi. Chìa khóa gì vậy chị? Chìa khóa phòng này với chìa khóa cổng. Hèn chi, có cái chìa khóa đó cái mày ra vô tự do quá ha. Còn chị nữa, chị giao cho thằng Điểu nó nắm sinh mạng của chị, tài sản của chị, thể xác của chị, linh hồn của chị nữa. Ê, mày trả lại cho tao chưa mày hả? Anh đòi cái gì? Đòi hết á. Kể cả hai cái chìa khóa nữa được không? Để. Và bây giờ thì tao chính thức đuổi mày ra khỏi cái chỗ này. Mày phải ra bằng cửa sổ nghe mày. Mày phải leo rào. Mày đã đến đây với tư cách của một thằng ăn trộm thì phải ra về với tư cách của một tên ăn trộm. Đi. 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 Leo qua đi. Đúng rồi đó. Coi chừng chó cắn mày chết nghe mày. Còn chú về ngủ đi. Chú sai lắm rồi đó. Tôi sai rồi mà ngủ gì được chị? Mà chị có biết tại sao tôi sai không? Thì chú uống rượu, chú sai chứ sao? Mà chị biết tại sao tôi đi uống rượu không? Nếu chú ngủ không được á thì đi nằm nghỉ, thức làm gì? Tôi hỏi chị biết tại sao tôi uống rượu không? Chị biết quá đi mà chị không nói đó chứ. Chị muốn hành hạ tôi mà. Chị muốn bắt tôi nói những điều mà. Trời ơi, nếu nói được thì tôi nói lâu rồi. Chị hai à, nếu con tầm phải nhả sợi tơ lòng là để bắt đầu lột xác, thì khi tôi nói chuyện lòng của tôi với chị, tức là tôi đã bắt đầu thay đổi kiếp sống, thay đổi ngôi thứ của tôi trong gia đình này đó chị hai à. Chú đừng nói nữa, chú đừng nói nữa. Tôi biết rồi chú Út à. Chị biết chị hiểu mà chị để yên vậy sao? Chị không tan thành mà cũng không cự tuyệt. Chị để cho tôi mãi nuôi những ước vọng âm thầm. Tôi lo từng món ăn cho chị, lo từng giấc ngủ với chị. Tôi chiều những sở thích riêng tư của chị. Bên ngoài với tư cách của một đứa em chồng phục dịch cho người chị quá. Còn bên trong là tôi mang ý nghĩ đang săn sóc cho một người yêu. Tần, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không Tần? Và em có biết là từ mấy tháng nay anh còn sống được đây là do em một phần. Anh vui là anh vui gượng, chứ không quên nỗi sầu cô độc. Vì sự hối hận vô biên, nó cứ theo dày vò. Chú đã sai rồi, tôi đừng nên nói nữa. Tri ông đã điên cuồng, tốt xa lời tội lỗi. Chú cứ ngủ tỉnh đi, ngày mai rồi sẽ. Tranh tiên thì
bởi lời nói của anh thố ra trong cơn điên cuồng. Khi người ta uống rượu, người ta nói là lời thành thật, những gì thầm kín và riêng tư họ cũng đem phô bày. Nếu chưa muốn nói gì thì hãy chờ khi chú tỉnh. Cảm ơn anh, sợ lúc tỉnh rồi thì anh không có gan nói nữa chứ. Tôi không muốn tiếp đàn ông trong đêm tăm tối. Chú và chú đợi lúc mệt lắm rồi. Thôi chú về nghỉ đi, đặng cho tôi nghỉ. Tần à, em nói là em không muốn tiếp đàn ông trong đêm tăm tối. Vậy chứ ai ở trong phòng này trước khi anh bước vào đây vậy hả? Nhưng từ rài sắp sau nó không bước chân tới nhà này được nữa. Nếu nó không vào đây được thì phải có người khác. Mà cái người khác đó chắc không phải là anh. Bởi vì tuổi của em còn trẻ, sắc đẹp còn tươi, tham vọng em còn nhiều. Em cần tình yêu như con người cần hơi thở. Em cần một người đàn ông ấp ủ em theo một thói quen của một cô gái nhảy ở vũ trường, phải không? Nhưng bây giờ tôi đã thôi nghề đó rồi, chứ nhắc lại làm gì nữa. Tôi muốn làm một người vợ, một người mẹ. Tôi muốn có một gia đình êm ấm cũng như mọi gia đình khác. Nếu cho đó là tham vọng thì tôi cho đó là tham vọng duy nhất của tôi. Tại sao có người muốn cùng em làm cho cái tham vọng đó thành sự thật mà em từ chối? Em lại đi yêu một kẻ chỉ biết coi sắc đẹp của em như là một trò giải trí, coi đồng tiền của em như một phương tiện để xa hoa. Tuổi trẻ, tất cả cũng chỉ vì tuổi trẻ mà. Chỉ vì em trẻ cho nên em tưởng phải ngửa mặt, phải bước lên, phải đi xa, phải khổ cực mới có hạnh phúc. Chứ em không ngờ chỉ cần em ngó xuống và chìa tay ra là hạnh phúc sẽ tràn đầy. Tần ơi, em có biết là lâu nay anh khổ lắm không Tần? Anh chú nói nhiều rồi. Chú để cho tôi nghỉ ngơi, rồi khi nào thuận tiện tôi sẽ nói với chú nhiều hơn. Khi nào nữa anh phải nói. Bữa nay anh gan lắm, anh sai cho nên anh gan. Anh phải nói hết lòng anh cho em hiểu đó Tần à. Tần ơi, thà rằng em cứ từ chối hẳn đi, chừng đó anh sẽ bỏ nhà này, anh sẽ ra đi vì nỗi sầu dòng. Để rồi có những đêm mưa giữa một túp lều hoang vắng, và anh sẽ thầm gọi trong tim một cô gái tên anh. Sẽ mượn những nỗi cô đơn để giết chết đời mình. Ôi một bông giang thước tha kiều diệm đã vô tình làm điêu đứng cuộc đời tôi. Tần ơi, xem không cảm thông một người đã quỳ xuống chân em nỡ làm ngơ ngoảnh mặt để cho tôi
sầu trong chóng lát và chôn giấu tình tôi dưới đất lạnh muôn đời. Chú cứ nghĩ rằng chú khổ hơn người, chứ chú có biết đâu, hiện giờ tôi có mang, đang mang khổ còn nhiều hơn chú. Tần anh bây giờ đâu còn là một loại quả non tơ, mà là một cổ thụ trơ vơ giữa mùa tuyết đồ. Anh không còn những cái hôn nồng cháy hay những tiếng ngọt ngào thầm thì giữa cánh khuya. Đêm đêm anh len nhìn em trong giấc ngủ say, xem hơi thở em có đều không, rồi đắp chăn bóng sợ em nhiễm lành. Nâng niu em như nâng niu lo sứ, sợ lỡ tay sẽ đổ vỡ tan tành. Tần ơi, tâm trạng anh bây giờ như kẻ làm vườn chăm sóc một cây non, anh giữ gìn em như giữ gìn một hạt giống, chờ đợi khi bông hoa hé nhụy để kẻ đừng nói nữa. Chú nói nhiều quá rồi. Chú tưởng đâu ái tình đến với chú sau một bài giảng tâm lý của chú hả? Tôi không muốn nói, nhưng ngặt gì chú cứ đeo đuổi theo tôi, chú nói hoài, buộc lòng tôi hỏi chú. Chú trả lời phức cho tôi đi. Tại sao chồng tôi chết? Hả? Thì anh xuyễn rồi anh đứt hơi, anh chết chứ sao? Anh xuyễn thì làm sao đứt hơi được? Trên đầu giường ảnh luôn luôn có cái bình dưỡng khí, luôn luôn có thuốc mà. Chuyện nặng quá làm sao dưỡng khí nào tiếp hơi được, thuốc nào cứu kịp mà em hỏi vậy? Nói vậy ảnh chết vì bệnh suyễn à? Chứ còn gì nữa. Chết vì bệnh suyễn? Tại sao mình mấy lại bầm? Nó bầm là tại nó bầm. Ai biết tại sao? Chú không biết à? Chú không biết thì tại sao chú thường nói là chú mang một niềm hối hận vô biên, chú bị lương tâm dài dò cắn rứt. Và chú nói rằng nếu tôi không yêu chú thì chú sẽ tìm nơi quan vắng nào đó mà lao đầu xuống vực thẳm để chuộc lại tội lỗi mà chú đã làm. Tội gì? Rồi bây giờ sao? Bây giờ muốn làm khó tôi phải không? Em muốn nói là tôi có tội thì đi thưa đi. Chứ nào quật mồ anh lên thì em sẽ biết tôi tội gì. Quật đi, quật mồ đi. Mà quật gì nữa? 3-4 tháng nay quả chăng chỉ còn những sợi tóc thớ thịt mà còn gì. Nếu đi thưa thì tôi đã thưa chú rồi. Tôi khuyên chú thôi thì kể từ nay chú đừng gọi tôi bằng em. Làm cho tôi khó chịu, dẫu tôi có bị đời khinh khi nhưng cũng không đến nỗi bị loạn luân. Anh hai của anh là người đàn ông bất nghi lực, vì cái tánh tham lam nên mới bỏ tiền để cưới em. Anh tưởng đâu là uống cao ly sâm và mấy trăm hộp ít thọ viên niên hoàng là anh có thể làm phận sự thiêng liêng để làm vừa lòng một cô vợ đẹp. Nhưng mà thuốc chẳng ra chi thì đâu có gì mang tiếng loạn luôn. Chuyện của gia đình ai biết bên trong, họ chỉ thấy em chồng ăn ở với chị dâu. Tự nhiên tiếng xấu lan truyền, dễ gì bụng miệng người ta. Và đừng mong trường mặt ra ngoài, xấu hổ muôn đời sẽ không gội sạch. Tôi đã một lần ngu, chú đừng quyến rũ thêm. Em sợ tiếng thị phi thì chúng ta lên Đà Lạt, dầu chúng ở đâu cũng mua rượu dư. Nếu trốn được người ta cũng không trốn được lương tâm.
những người có lương tâm thường hay sống khổ sở, mình tạm dẹp nó qua một bên đi Tần. Buông tôi ra, tôi kinh chú nhiều rồi, chú biết chưa? Em đừng có kêu anh bằng chú nữa, anh khổ lắm. Tôi không kêu bằng chú, mà tôi sẽ kêu bằng ông. Tôi cho ông biết, nội ngày mai tôi sẽ bán ngôi nhà này rồi. Em Tần, em Tần. Trời, buông tôi ra, bớt người ta. Đừng có la mà em. Buông tôi ra, buông tôi ra. Thằng khốn nạn, buông ra. Anh yêu gì em vậy? Trời ơi, cậu đánh, cậu đánh ơi, tiếp tôi với, cậu đánh. Đánh, tao cấm mày vô chỗ này. Phòng của tôi, cậu cứ vô đi, cậu vô đi. Chú làm gì kỳ vậy? Làm gì đâu kỳ, chị kỳ lắm nha. Giỡn chút xíu cũng la nữa. Biết vậy tôi không giỡn à. Tôi có giỡn với chú đâu. Phải dè vậy, hồi nãy chị kêu tôi không vô. Ai kêu chú hồi nào? Không kêu hả? Chứ hồi thằng Sơn nó... Có tôi có kêu, nhưng mà tại chú làm quá. Làm gì đâu quá. Làm sao đừng giỡn tôi nữa. Chú còn nói nữa hả? Chú vô phòng tôi để... Để chị. Chị bị người ta... Thôi, chú đừng có nói nữa. Chị muốn tôi đừng nói thì chị cũng đừng nói chứ. Khuya rồi mà dì la, tôi tưởng đâu có ăn trộm chứ. Ê, trong phòng này chỉ có mình tao vô. Mày nói ai ăn trộm mày? Mày muốn xấu không? Tao khai xấu cho. Đây nè, tao bị thằng cha mày chém một búa gần thấu sọ đây nè. Thằng cha của mày mới là ăn trộm đó. Bởi vì lúc xưa đất này còn hoang vu, ở quanh đây chỉ có mấy gia đình cất chòi tranh ở chồng với nhau làm rẫy hoặc đi săn. Làng Tân Sơn Hòa có một cô gái đẹp giang diêu với gã thợ rừng. Sau đó sanh ra một thằng con trai nhưng chẳng được thành hôn, vì mẹ cha không ưng thuận cho rằng nàng kia làm xấu hổ tông môn. Nãy giờ chú thuận chuyện ngày xưa mà chẳng hề ăn nhập tới tôi. Sao không ăn nhập vì cô gái đẹp là mẹ đẻ mày ra, còn thằng con trai nọ chính là mày hiện tại. Tới năm sau khi chuyện cũ đã nguôi, ba má chị hai mới gả chị hai lấy chồng. Người đàn ông đi lấy chị hai là ba ghẻ của mày đây. Má của mày lập thế thần mưu mẹo đem được mày về. Một đêm kia lối chừng đã khuya, nghe tiếng động ở phòng bên. Tao liền bước ra nghe động tĩnh, bỗng dưng bị người kia chém một búa vào đầu tao. Thế rồi làng xóm bùa vây bắt thằng ăn trộm đem đi. Theo lời chú thuật là người ăn trộm cha ruột của tôi. Chớ ai đâu xa lạ cái giống dòng đạo tặc. Rồi bây giờ tên ăn trộm đó đâu? Ai biết mà chỉ cho mày. Bây giờ cho thằng ăn trộm đó cũng xương tàn cốt rụi rồi. Mày đi kiếm đi. Chú giao chìa khóa lại cho tôi. Chị đòi chìa khóa gì? Chìa khóa cổng với... chìa khóa cổng. Đây, chìa khóa cổng nè. Còn cái nữa? Cái nữa là cái gì? Chú giữ nó làm chi? Chú còn muốn gì nữa sao? Gì đòi được chứ. Chìa khóa kia kìa, phòng của tôi đó. Ủa, sao chìa khóa phòng của dì mà chú Út giữ? Tao là người thứ hai à mày, mà chưa chắc được thứ hai nữa. Trời ơi, chú khai đi, khai xấu cho tôi đi. Ai hỏi khai? Có nhân tình đó, nó giữ chìa khóa của tôi, chú đòi được mà không trả lại. Nãy giờ chú ở đây, chú... Trời ơi, tôi khổ lắm rồi mà chú còn làm cho tôi khổ thêm nữa. Chú khốn nạn lắm. Chú đưa lại chìa khóa cho dì đi. Ê cha, hoài quá hả? Hạ lệnh cho tao hả? Mày lấy quyền gì mày? Người đứng ngoài cuộc đối xử như người dân với nhau, muốn can thiệp và bảo vệ người yếu, chú bằng lòng trả hay không? Đây, tôi đập cổ chai này, tôi ngoái vào ngực chứ một cái. Tôi không còn thân thích gì ở cõi đời này. Thà tôi ở tù để khỏi cô độc, chú nói không trả đi, tôi chịu ở tù liền nè. Cậu đánh. Làm gì dữ vậy? Từ từ tao đưa chứ.
Đó, chìa khóa đó. Mẹ ở chơi nha. Dì cất chìa khóa đi. Sao dì không kêu người ta sửa chốt khóa cửa sổ lại? Để coi bất tiện quá. Tôi có kêu rồi đó chứ. Thôi, để sáng mai dì đưa tiền, tôi mua đồ về tôi sửa cho. Sửa rồi cái cửa sổ, tôi xin phép dì, tôi đi. Cậu đi đâu? Tôi đi tìm thằng bạn, ở nhờ nó, rồi kiếm sở làm. Vì sao sẵn nhà mà cậu không ở? Đi làm chi cho mất công? Mai mốt dì bán nhà rồi, nếu tôi không tìm được nó, tôi bơ vơ làm sao? Cậu ngồi ghế đó đi, biết tôi có bán nhà được không? Xin hay mua thì khó, chứ muốn cho hoặc bán thì rất dễ. Nhưng nếu cậu ở thì tôi không bán. Dì bán đi, tôi không muốn sự có mặt của tôi làm thiệt thòi quyền lợi của dì. Thôi, dì nghỉ đi, tôi về. Nè, cậu ngồi đó đi. Tôi muốn cho cậu cái nhà này. Thật, cậu đừng lấy làm lạ. Dạ không, tôi biết. Lòng dì thật bao la, muốn giúp tôi cho đời vẫn đắng cay. Tình thương đó xin ghi lòng, nhưng tôi quen rồi. Sống đời tôi cũng đắng từng chiều bao khổ sầu, qua có hẹn lệ rơi thấm đầy. Tôi kẻ không cha sống lạc loài, người đây chẳng phải cha tôi, chỉ là hư danh. Bởi do số phận tôi nương nhờ nơi đây, tôi không ruột ra nên dám nào dương mang. Sự thật là đâu, xin cầu kỳ còn một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Trước khi tôi ở tù, nghe tin nó đã lập gia đình với một kỹ sư người Pháp. Còn má tôi thì cũng tái gia lâu rồi, hai người đều ở bên Pháp, đều có một đời sống sung túc. Sự phong lưu đã làm cho má tôi lãng quên rằng ở đây bà còn một đứa con hằng ngày bị người ta chửi mắng như là một tên khốn nạn nhất trên đời. Ông với bà thua nhau hồi nào? Khi tôi 15 tuổi, má tôi xin ra tòa lý dị với lý do là bà tôi hà khắc với vợ con. Nhưng mà nguyên nhân mọi sự xô xát trong gia đình chẳng qua vì bà tôi cứ mãi bất bình. Tại sao ngày xưa ông quá thiệt
tình để cho má tôi bài mưu gạt ganh. Xin ly dị được, sao bà nhà không đem cầu thêm? Pháp luật nhận rằng bà tôi quả tình có đánh mắng vợ con, nên khi người ta cho một người lý gì theo lòng những đau thương có của con người, mà tôi chỉ được quyền nuôi con gái, còn ba tôi thì nuôi đứa con trai để nối dõi tông đường. Nhưng thật ra tôi chỉ là con của một gã thợ rừng. Sự quyết định nhân ái của pháp đình đã biến tôi trở thành một con chó ghẻ đối với ba tôi. Thế rồi sau khi ma tôi ra đi, những trận đòn roi, những lời thô tục, ba tôi hằng học trút xuống đầu tôi để thỏa mãn sự ghen hờn đã dằn nén từ lâu. Lại những sự buồn đau mà cậu đã chịu lâu nay, bây giờ cậu trở lại đi, tôi sẵn lòng sáng tên cho cậu làm chủ ngôi biệt thự này và cho luôn cả đất, vì dầu sao cậu cũng là con trưởng nam của ông, một đứa con gặp nhiều chuyện không may. Đáng lý ra cậu có quyền thừa gia tài, mà một mình tôi vào đây chiếm hết. Trước kia tôi cũng là một người con gái bị đời khinh bạc, bỗng dưng có lần may mắn với đôi bàn tay trắng tôi bước lên địa vị chủ nhân cái sáng nghiệp lớn lao. Cứ yên lòng, đừng tưởng tôi quy nghĩ quán ghét hay so sánh nguyền rủa gì. Tôi trở về đây vì tôi tưởng ba tôi còn sống. Nay ông đã chết rồi vậy thì tôi tự coi như đã chấm dứt mọi tình cảm đối với ngôi nhà này. Đã đành cậu không quán ghét gì tôi, tôi muốn chia sớt niềm đau với cậu bằng cách đem đến cho cậu một nơi nương tựa hẳn hòi. Tôi xin cậu đừng buồn vì cách đối xử của tôi với cậu hồi sớm mai, vì khi người ta mới gặp người ta thường đặt lòng thương hay ghét là do nơi những nhận xét bên ngoài. Nếu tôi không nhận thì quá ra phụ lòng tốt của gì, nhưng nếu gì biết chắc gì cũng không nỡ tranh tôi. Sau khi ma tôi đi được một năm, nghĩa là năm tôi lên 16 tuổi, thì ba tôi cũng tống cổ thằng con vô tội ra khỏi gia đình, làm cho tôi lỡ dở chuyện học hành và trở thành một đứa trẻ đi hoang. Ngày nãy tôi vẫn coi người đã chết là ba, nhưng tôi...
ông. Có thừa hưởng chẳng là thừa hưởng cái gì vãng đau buồn. Cái hiện tại cô đơn và một tương lai đen tối mịt mờ. Cậu bi quan quá, cậu không tin vào tấm lòng tốt của tôi sao? Nhà của tôi cứ cho cậu, chứ đâu còn là nhà của ba cậu nữa. Tôi còn nhiều lý do để từ chối, nhưng vì không thể phiền tôi được. Hoàn cảnh tôi ngày nay, nếu càng ở thăng phòng rộng, càng cảm thấy lòng mình quan trọng, càng bị dây chặt vẫn còn thua nhiều gia đình sống ở đầu đường xa chợ. Tuy họ không tiền không bạc không xa qua vật chất, nhưng họ vẫn có nơi nương tựa tinh thần. Thể xác lớn lên nhờ cháo rau và không khí, nhưng tâm hồn sẽ không bao giờ trong sáng khi thiếu một tình thương. Cậu không tin rằng tôi thương tôi quý mến cậu sao? Vì quý tôi thì xin dì bỏ qua chuyện đó đi. Ủa, thuốc gì đây? Máu huyết gì xấu sao mà chích loại này? Dì chích hai lần rồi à? Đâu có, mới chích hồi đầu hôm đó chứ. Ai chích cho dì mà chích dữ vậy? Anh Sơn đó. Quen với dì hả? Mà không phải quen thân, tại ảnh đi chích dạo rồi biết ảnh thôi à. Sơn y tá à? Ừ. Phải người đó năm nay lối chừng, để coi, nó trạc 29-30 tuổi gì phải không? Phải. Thằng đó nói chuyện nó ưa dùng tiếng tôi cóc cần, phải không? Phải. Đúng rồi, cậu quen với ảnh sao? Dạ không, tôi quen bên vợ. Hồi đám cưới nó, tôi đi bên đàn gái. Ảnh có vợ rồi hả? Sao mà không biết. Thằng Sơn gốc gác ở Thủ Đức á, vợ nó tên Sang, con trai nó tên Nghĩa. Trời ơi, vợ nó cũng người Thủ Đức nữa. Trước khi tôi ở tù, vợ chồng nó có thằng con trai rồi. Tôi biết nó, chứ nó không có biết tôi đâu. Thiệt là cái bọn điểu mà. Người ta làm y tá mà sao dì nói người ta điểu? Có nó ngu thì có. Thuốc này nếu muốn điều kinh thì người ta chích mỗi tháng 2 mũi, còn bà nào muốn phá thai thì người ta dùng tới 2 ống một lượt đó. Thuốc này phá thai sao? Dạ không, đúng dung lượng thì nó là thuốc điều kinh, còn quá dung lượng thì nó trở thành là độc dược, có khả năng phá thai đó. Sao cậu nói nghe rành quá vậy? 5 năm ở trong tù, tôi học cả đông y và tây y, thứ nào cũng biết chút đỉnh hết á. Ở trong có đủ hạng người hết gì à? Ảnh còn cho tôi thuốc uống nữa nè. Đâu anh? Ủa, cậu coi thuốc gì? Xin lỗi, dì cho phép tôi rờ trán dì thử coi. Dì uống thuốc này hồi nào? Dì uống thuốc này hồi nào? Mới uống hồi chiều. Trước khi uống, trong mình dì có nóng không? Nó chỉ chóng mặt, khó chịu một chút đỉnh thôi. Uống thuốc rồi chích thuốc nữa, nhưng mà sao khó chịu quá không biết nữa. Chị Thanh ơi! Chị Thanh! Dạ! Dạ! Nè, chị có quen với tiệm chạp phô nào không? Dạ có. Chi vậy cậu hai? Đi lại đập cửa, mua vài đồng đậu xanh về nấu cho cô uống liền. Dạ dạ dạ. Đậu xanh ở trong nhà có sẵn, để tôi đi nấu liền. Sao mà tôi phải uống đậu xanh hả cậu? Nè, tôi hỏi thiệt gì, có phải chăng gì muốn phá thai? Trời ơi, tôi thai nghén hồi nào? Nếu có thì cũng chẳng phải là xấu hổ, vì hãy lo mau uống nước đậu xanh để thuốc trong mình kịp tan đi. Sợ lát nữa đây nó đụng xuống cái thai, rồi gì có thể bị làm băng. Tôi nói đây là nói để phòng ngừa, tính mạng của gì nên quý trọng là hơn. Thôi dì nằm nghỉ đi, đợi nước đậu xanh rồi uống. Tôi về ngủ, ngày mai tôi sửa cửa sổ cho dì. Chào dì.
Để tôi mở cửa cho cậu ra. Quên nữa, để leo cửa sổ cho rồi. Đừng, đừng leo, để tôi mở cửa chắn cho cậu. Thí dụ người đàn bà làm băng rồi, rồi làm sao? Mình phải sử dụng một số thuốc đặc trị. Băng ngày thì được rồi, sợ nửa đêm thì làm sao? Nửa đêm bất ngờ quá thì phải đâm một trái chuối lá xiêm sống, bỏ chút muối vắt nước uống đỡ, chờ sáng mai ha hay. Ủa, mà dì có thai thiệt sao? Dì Tần, dì nên biết rằng chính sinh mạng dì cũng không nên hủy hoại, thì sinh mạng của kẻ khác, dù kẻ đó chỉ là một bào thai, mà cái bào thai kia lại là sự sống, là giọt máu thâm tình mà dì đã cưa mang, sao dì lại nỡ lòng dứt bỏ. Cọp đói trong rừng, con mình còn không nỡ hại, huống chi con người sao làm chuyện bất nhân. Vậy sao ngày trước cậu dám giết người? Chẳng phải tôi cố tình muốn thế, chỉ vì hắn lỡ đà nên té đầu bị chấn thương. Nghĩ lại chuyện này tôi cũng sai rất khôn nguôi. Hoàn cảnh giết người của dì khác hẳn hoàn cảnh của tôi. Cũng bởi tôi ngu mới nuôi mầm quan nghiệp, thấm nghề nghiệp nhân từ mà tâm địa sâu xa. Nghề nghiệp nhân từ có phải là thằng y tá tên Sơn? Trời đất ơi, tại sao dì lại trao thân cho thằng đốn mạc? Hắn dùng lời nói ngọt ngào để dụ dỗ gái nhà giàu, gạt gắm ba tiền về nuôi vợ nuôi con. Chuyện đã lỡ ra xin dì chớ làm điều nóng càng, cố giữ cho tròn giọt máu thân thương. Dạ thưa cô, nước đậu xanh đây. Dì uống nước đậu xanh đi cho nó giả thuốc. Dì muốn để dì chết sao? Cậu để trên bàn đi, tôi không uống đâu. Tại là tôi chết, chứ sống như vậy tôi khổ lắm. Dì khổ bằng tôi không? Và còn nhiều người khác khổ hơn tôi nữa kìa. Rốt cuộc không có ai sung sướng hết, vì họ coi họ quá quan trọng. Chứ thật ra ông Chánh Lục Bộ làm khai sanh cho họ, ngày nay ông đó đã qua đời lâu rồi, ông đâu có biết ai sướng ai khổ. Cậu không biết sự khổ sở nhục nhã của tôi đến chừng nào. Cậu cứ để cho tôi chết cho yên thân tôi đi. Nếu dì cãi, tôi đi rồi dì sẽ chết đó. Cậu đánh, cậu đi đâu? Tôi đi khỏi nhà tức thì. Thôi, để tôi uống. Với cái gia tài thừa hưởng của ba tôi, dì có thể sống nhàn hạ một thời gian, rồi thiếu gì chỗ đúng đắn thèm khát gì. Dì vội vàng làm chi cho mang khổ? Trước khi gặp ba tôi, dì sống bằng nghề gì? Tôi hả? Tôi bán hoa ở đường Nguyễn Huệ. Rồi ba tôi mua hoa nên gặp dì. Ông già cũng khéo lựa. Cậu mỉa mai tôi đó hả cậu Đảnh? Không, tôi nói thật đó chứ. Có người mới nhìn thấy họ đẹp một cách sắc sảo, nhưng càng nhìn thì càng thấy phô, hoặc ở sống mũi, hoặc ở khóe miệng. Còn dì có một sắc đẹp thoạt trông nhìn tầm thường, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp thêm ra. Cậu quá khen, làm cho tôi thêm... Nhất là khi dì cười, sắc đẹp như một đôi cánh giúp cho người đàn bà có thể bay đến bất cứ nơi nào có sự sang trọng. Có người dùng đôi cánh đó một cách bất lương. Theo cậu thì thế nào là bất lương?
nói thành ra phiền lòng một số người. Chứ hồi tôi còn lang thang, nay vũ trường này, mai vũ trường nọ, thì đa số vũ nữ dùng sắc đẹp của mình để đốn ngã những cây bạc, già cũng như trẻ. Cậu ghét họ không? Chán chứ không ghét. Hồi trước cậu có thành thật yêu vũ nữ nào chưa? Trời ơi, họ có yêu ai thành thật đâu mà dì biểu tôi thành thật. Cậu không thành thật với họ thì họ không thành thật với cậu. Nghĩa là họ với cậu cùng đóng kịch với nhau, cùng giả dối với nhau, vì tất cả đều muốn thắng cuộc. Không ai có can đảm chịu thiệt thòi này đến thiệt thòi khác để tìm một người tri kỷ. Cậu đừng nên trách vũ nữ. Bất cứ người đàn ông nào, sang hay hèn, có học hay không học, khi đến với một cô gái nhảy đều có cái nhìn thèm muốn ngang nhau. Cũng như cậu nói hồi sáng, khi người ta đã coi mình thua một con thú thì mình không thể coi họ bằng một con người. Mà vũ nữ là những con người, họ cũng có những tình cảm mà người khác có. Họ không thể kính trọng khi bị khinh rẻ, không thể thành thật khi bị giả dối. Họ dùng hai tiếng bí quyết nghề nghiệp để tự do giả dối. Như vậy thì dì bảo tôi thành thật với họ sao được? Đành vậy. Nhưng khi giả dối chán rồi, họ muốn thành thật thì không có con đường nào để cho họ thành thật hết. Ngay như tôi, khi tôi yêu thành thật thì... Bộ dì là vũ nữ sao? Hèn chi, dì binh vực cho giới của dì quá. Nãy giờ uổng công tôi lấy tư cách của một người con để nói chuyện với một người chưa đủ tư cách làm mẹ. Cậu đánh. Chị Thanh. Dạ. À, thầy kêu tôi. Tôi mà thầy chú gì, chị làm tôi mắc cỡ. Thầy nói vậy chứ dù gì cậu cũng là con của ông chủ ở nhà. Tại tôi mới vô làm nên tôi không có biết. Chị về đây làm, ba tôi mất chưa? Dạ chưa. Đám tang ba tôi lớn không chị? Dạ lớn lắm, có nhạc Tây nhạc ta đủ hết á. Chung ông ở đâu lận? Dạ ở đất Thánh Tây á. Hôm đám ma ông phải mướn 50 xe xích lô để chở tràn qua. À, xe rồi người đi đưa cả 2 cây số lận. Chừng nắng lên á, mấy người đi bộ đi lết bết. Có ông bà thì xỉu. Thầy nghĩ coi, nhạc nhiếc gì nín khe mà làm sao đi nổi. Sao không biểu nhạc Tây nổi lên? Dạ có chứ. Ông Út mới thúc vàng nhạc Tây, mấy ổng không thổi bài gì mà thổi bài ra trận á. Trời ơi, đám ma mà sao thổi kỳ vậy? Làm hại mấy người đi bộ khổ hết sức. Ban đầu mấy ổng thổi từ từ, họ đi như tập lính. Sao mấy ổng thổi thúc quá rồi họ chạy lúp xúp hết trơn. Mà nhờ vậy họ mới đưa tới chỗ đó thầy. Thôi thôi bỏ. Đây nè, tôi dặn chị cái này. Dạ. Chốt khóa tôi đã mua về ráp lại rồi, bây giờ chỉ còn ráp cửa vô. 6 con vít này chị giao lại cho anh tài xế giùm tôi. Dạ. Khoan. Dạ. Còn cái này nữa, chị xách 4 chai nước suối này đi cất. Chừng gì tôi về chị đưa cho dì tôi. Dạ. Khoan. Dạ. Còn cái này nữa. Dạ. 15 đồng này là tiền dì tôi đưa mua đồ còn dư, chị đưa lại giùm tôi. Dạ. Khoan mà. Sao khoan hoài vậy? Chị nói giùm là tôi gặp một người quen, nó hẹn kiếm cho tôi một chỗ làm để sống, nên tôi phải đi nói chuyện ngay bây giờ. Rồi thầy về đây không? Không chắc. Tôi chỉ có một bộ quần áo dính da, nếu công việc nó cần thì tôi đi luôn, còn chưa gấp thì tôi trở về đây ăn bám vài bữa nữa. Sao thầy không đợi của gì rồi hãy đi? Chị kêu gì tôi bằng cô, sao lại kêu tôi bằng thầy? Dạ cô không cho kêu bằng bà, còn tôi biết kêu thầy bằng gì bây giờ. Dì đi đâu? Dì không nói với chị sao?
Dạ có chứ. Hồi sớm mời, khi cô vừa thức giấc, cô liền qua phòng thầy để kiếm. Rồi cô mới xuống hỏi tôi, sao chưa thấy thầy về. Thầy biết không, cô ngồi đợi, đợi thầy một hồi lâu á. Chừng đi có dặn tôi nói lại, khi thầy về hãy đợi cô, vì cô đi là đi kiếm thầy. Sớm mai này tôi có hẹn với người ta, nên phải lo gặp họ cho đúng giờ. Nếu gì về chỉ nói lại giùm tôi. Đây, chìa khóa nè, chị cất đi rồi giao lại cho dì tôi. Chị đem nước suối này xuống trước đi. Còn cánh cửa, chừng nào anh tài xế về, biểu anh ráp lại cho dì tôi. Thầy không đợi được hay sao? Chị đem cất nước suối đi, rồi trở lên khóa phòng. Không biết chừng nhờ thầy mà cô bán được cái nhà này lẹ lẹ. Sao lại nhờ tôi? Từ ngày ông mất, ông Út ông khóa bỏ phòng này rồi. Ông cất chìa khóa luôn. Làm hại hôm đó có ông khách muốn mua nhà, đi coi cái phòng này, phòng kia, rồi mà còn phòng này coi không được. Sao ba tôi mất rồi chú Út không kiếm nhà ở? Bất tiện vậy mà ông cũng ở được à? Thầy mới về à, thầy không biết chứ. Có cái lẹo tẹo ở chậm á. Ông Út ổng như điên vậy, thức sáng đêm, đi tới đi lui ngoài sân ngoài hả? Chị làm gì mà mua nước suối dữ vậy hả? Dạ, nước suối của cô á. Tôi mượn mua hồi nào? Của thầy mua. Thầy nào? Dạ, thầy hai này nè. À, cậu mua cho tôi đó hả? Cậu đi đâu mà lâu quá vậy? Tôi thức đợi cậu cả 2 tiếng đồng hồ, không thấy cậu về. Tôi đi kiếm cậu ở mấy tiệm sắt, mấy tiệm bán ổ khóa, chìa khóa ở chợ cũ không gặp. Tôi mới về đây nè. Dạ, tiền dư thầy nhờ tôi đưa lại cho cô. Ủa, tiền còn dư bấy nhiêu đây? Rồi tiền đâu mà cậu mua nước suối cho tôi? 100 đồng dì cho tôi tối hôm qua. Trời ơi, sao cậu không để xài, mua làm chi vậy? Dì uống nước đậu xanh là trong trường hợp bất thường thôi. Còn hàng ngày, dì nên dùng nước suối cho mát mẻ sức khỏe. Tôi mua cho cậu mấy bộ đồ nè. Tôi nhắm chừng tướng ốm ốm của cậu, mua đại cho cậu mặc đỡ. Dì biết tôi cao thấp ra sao, rồi đây bận vô như bận đồ khính. Thà bận đồ rách mà coi được. Cậu cao hơn tôi chút chứ có bao nhiêu. Hồi hôm á, cậu đứng gần tôi, tôi nhắm cậu cao hơn tôi chừng 6-7 phân gì đó. Tôi mua cho cậu mặc đỡ trong nhà. Còn tôi á, tôi có kêu một người thợ mai nè, chiều lại đây để đo mai cho cậu mấy bộ đồ để ra đường. Dầu gì cậu cũng như ông chủ nhà này, ăn mặc rách rưới coi sao được. Sớm mời làm gì cậu thức sớm quá vậy? Mới 6:30 cậu thức rồi. Cậu đi chừng nửa tiếng á là tôi thức à. Đợi tới 9 giờ không có thấy cậu, tôi hoảng hồn đi kiếm. Cậu đi đâu mất biệt vậy hả? Tôi gặp người quen nói chuyện. Cậu gặp ai đó? Dạ, tôi gặp một người bạn gái. Hồi trước là người yêu của cậu hả? Dạ phải. Sao dì biết? Tôi biết mà. Tôi nghi trong bụng tôi thì sao thì có yên vậy hả? Không gặp cô ta thì làm sao cậu nói chuyện lâu đến 2 tiếng đồng hồ được hả? Nói chơi với dì thôi. Tôi gặp thằng bạn trai. Thiệt không? Thiệt chứ. Thằng bạn của tôi định xuất vốn làm ăn, mua lại của người ta mấy mẫu trồng trà. Nhưng nó lo đường xa xa xôi, không có người chăm nom. Sớm mới này vừa gặp mặt, nó rất đổi mừng. Nó mới có ý định nhờ tôi ra bàn luận với nhau. Người ta tính toán với cậu á, mà sở trà kia họ mua lại tại đâu? Sở trà nó nói ở Công Tùm. Tôi vì cậu muốn đi xa, rừng thiên nước độc cái gì cũng thiếu hụt. Chắc gì cũng biết đó, hiện giờ tôi đang thất nghiệp, cố tìm cho được việc. Cậu nói sao khổ tôi quá à.
Không biết cậu thì thôi, giờ biết cậu thì tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu. Từ vài triệu trở xuống tôi có thể lo cho cậu ngay. Cậu đánh à, cậu đi tôi buồn lắm. Tại sao dì buồn? Vì trên đời này ngoài cậu ra chắc không ai hiểu tôi nữa. Tôi hiểu gì à? Dì lầm rồi. Đàn bà thì quả may có trời mới hiểu được, chứ ai mà hiểu họ nổi. Cậu sành đời lắm mà cậu không chịu hiểu tôi. Hay nói đúng hơn, cậu đã thừa nhưng cậu không nhận sự thật đó. Cậu thiếu can đảm đó. Thiếu can đảm là khi nào mình biết một sự thật mà khi nói ra sẽ làm cho trái đất này thêm tươi tắn, ngược lại mình sẽ chịu thiệt thòi. Do đó mình không dám nói, tức là mình thiếu can đảm. Đằng này, sự thật mà tôi nói ra sẽ không làm cho xã hội thêm một nụ cười nào cả, mà chỉ làm cho người ta thêm đau khổ. Thì tôi nói để làm chi chứ? Nếu có người can đảm nói sự thật thì cũng có người rất can đảm để chôn vùi sự thật trong quên lãng. Như vậy cậu đã hiểu được tôi. Tôi hiểu gì là một con người lãng mạn, một cô vũ nữ gian hoa, biết dùng sắc đẹp của mình để tạo dựng sự nghiệp, một người đàn bà đa tình phản phúc. Dì đang ở với ba tôi, còn ân ái với người khác. Dì không cần biết mối tình đó đưa dì tới đâu. Dì có thể cảm với những chàng trai nào ăn nói hoạt bát, có những cử chỉ đúng đắn lịch duyệt. Dì không tìm hiểu những cử chỉ đúng đắn lịch duyệt đó có thật hay không, hay là một thứ phùng lông xòe cánh của một con gà lôi trống khi nó quyến rũ con mái. Cậu biết những gì thầm kín của tôi thì cậu cứ mắng tôi đi. Còn bạc triệu mà dì vừa nói là của ai? Làm sao dì có? À, tất cả vì cái nhan sắc của dì. Nói ra không phải tôi ganh ghét với dì, gia tài này đáng lẽ có một phần của tôi, nhưng vì người ta coi tôi là ngoại tộc, đã đành tôi không thù oán gì với họ. Nhưng tôi không ưa kẻ nào đem nhan sắc của mình làm một lưỡi cưa, cưa gục ngã gia tài kẻ khác. Nếu có thời giờ, tôi còn nói với dì nhiều hơn nữa. Tiếc là tôi phải đi. Cậu đánh, tôi có thể làm phiền cậu một chút được không? Dì cứ nói. Cậu vui lòng nán lại cho tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Nãy giờ cậu nói về tôi rất đúng. Tôi không chối cãi gì hết. Nhưng có một điều chắc cậu chưa biết. Cậu biết vì sao tôi quý mến cậu không? Vì cậu là đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Đến lớn cậu bị hất hủi đòn rối tù tội. Còn tôi, khi tôi mới lên 2 tuổi thì ba tôi cũng sớm qua đời. Má tôi ở vậy được 5 năm trời, rồi bà đi tái gia 17 tuổi đầu. Mà tôi phải ở dưới cha nuôi. Nhưng chẳng may má tôi gặp phải người chồng hay rượu sớm trà trưa. Trong những lúc say thường đêm vợ con ra đánh chơi. Sao dì không bỏ nhà, dì đi bước đi. Còn cậu, sao hồi má cậu đi, cậu không bỏ nhà đi? Cậu ở đó làm gì? Cho người ta đuổi chứ. Sở dĩ tôi chịu sống hờn sống tuổi là vì tôi còn một cho tới tóc.
Khi cậu bị người ta đuổi ra khỏi gia đình thì tôi cũng một mình khăn gói ra đi. Vì một người cha ghẻ không còn giữ tư cách của một người cha mà thoáng giữ trò ép liễu ngày qua. Mẹ ghẻ ác đã đành, cha ghẻ còn ác nữa. Đó là tất cả những lý do làm cho tôi cảm thấy cuộc đời của tôi với cậu gần gũi nhau. Nếu cậu biết nói đồng tiền không làm cho cậu bớt nỗi cô đơn thì hiện tại của tôi đâu có gì sung sướng. Tôi đã bị người ta gạt gẫm, bị những người nổi trở rẻ khinh. Tôi tưởng đâu cậu là người am hiểu thế thái nhân tình, cậu mới khuyên tôi đừng nên bỏ cái bào thai tội lỗi. Tôi đâu ngờ đến cậu dùng lời an ủi cuốn cho tôi mang sự nhục nhã trong mình. Để bữa nay cậu trong khi dì coi rồi chưa? Tôi coi rồi. Ai đem thơ này lại? Ông hồi nãy. Ông nào? Người mua nhà, người đó là ba của cậu. Sao dì biết? Ông nói à? Chị Út nói, còn ba cậu nói sẽ mua ngôi nhà này cho cậu. Nếu cậu không chịu, ông sẽ cho cậu coi sóc việc làm ăn ở Nha Trang. Thiệt à? Vậy thì tôi đi Nha Trang. Cậu đành. Nếu cậu ở lại, ông cũng xuất vốn cho cậu làm ăn mà. Tôi chán Sài Gòn. Đất này một tay nâng người ta lên, còn tay khác kéo người ta xuống. Cậu ăn cơm đã. Dì ăn đi, tôi lại ba tôi. Dì đừng làm cho tôi chán thêm. Bài gì mà nghe buồn quá à? Bài khúc Đoạn Trường. Chị có đọc chuyện Kiều không? Dạ có. Tôi thương Đàm Tiên một ca nhi tài sắc, cũng như thương Thúy Kiều số kiếp trung chuyên. Có phải chăng sông nước tiền đường là nơi chấm dứt những cuộc đời bạc xuân? Một ca sĩ ngày xưa mà thân xác đã vùi sâu đáy mộ, vậy mà hôm nay cô còn khóc thương người cùng chung cảnh ngộ một đời quá nặng số ba đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những lúc đêm khuya, cô thường hát những bản nhạc buồn. Phải vậy không cô? Phải. Số đoán trường đã ghi tên tuổi đàm tiên, mai sau còn thương tiếc một đời tài sắc. Cũng như Dương Thúy Kiều 15 năm lưu lạc, thân gian dài mà lòng vẫn thanh cao. Tôi bây giờ đang sống trong một biệt thự nguy nga, có cái tên thơ mộng là Tần Nương Thất. Nhưng tôi cứ ngỡ là chính Tần loạn cuồng đã tắt từ lâu, ánh sáng huyền ảo cũng mờ dần theo bóng tôi. Còn chút tâm sự không ai biết đến khi khúc đoạn trường mình vào đến nghe. Kìa, ông Sơn đến. Chị vào trong đi. Dạ. Tần, Tần, sao em đau mà không đi bác sĩ? Nè, nếu không đi bác sĩ thì phải cho người kêu anh chứ. Ra chỗ khác. Kìa, sao lạ vậy Tần? Ai kêu anh lại đây? Chị Thanh. Chị nói làm sao mà anh lại đây? Chị Thanh nói em đau 2 ngày rồi mà không chịu chích mũi thuốc nào. Chỉ không biết kêu ai, thành ra chỉ kêu anh chứ gì. Thân tôi không cần đã đành, còn cái mặt anh tôi cũng không cần nốt. Nếu anh biết trọng danh dự thì anh rút lui đi. Danh dự thì phải trọng chứ sao. Nhưng bây giờ em là con bệnh mà anh là thầy thuốc, nên danh dự riêng của anh, lương tâm nghề nghiệp của anh, dẫu em có tát vô mặt anh cũng không sao nữa. Bộ mặt anh chai rồi nên không có sao. Tần à, hôm chích thuốc đến nay em thấy trong người có gì khác lạ không? Thuốc gì? Thằng khốn nạn như anh đừng có nói chuyện với tôi nữa. Anh theo đuổi cái nghề nhân đạo mà anh đã làm một việc vô nhân đạo. Tần, anh chích thuốc phá thai cho tôi, tức là anh đã giết con anh. Đồ lăng băm. Chưa gì mà đã nhặn xị lên. Nè, ai nói với em là anh chích thuốc phá thai chứ? Anh nghe em nói có thai là anh mừng muốn chết đây nè. Thằng nào nó nói anh chích thuốc phá thai? Có phải thằng Thủy không? Bà Sang nói. Má thằng Nghĩa trên Thủ Đức đó. Anh biết bả không? Thằng tôi. Em sao? Đã bệnh rồi mà còn tức giận làm cái gì? Cưng à, nghe lời anh đi. Nè, nằm nghỉ đi nha, để rồi anh ráng lo cho ha. Lo? Mày nữa. Cũng mày và mãi mãi vẫn là mày nữa. Nhà thương cho chú về rồi đó à? Nhà thương nào mà cho chị. Nó bắt tôi nằm dưỡng cho lại sức, mà nghe con Thanh nó nói chị đau tôi bỏ về đây. Mà hễ bước vô đây là gặp thằng Sơn. Luôn luôn là tôi tới trễ hơn nó, luôn luôn là nó tới sớm hơn tôi. Ê, cặp giò mày dài mấy thước vậy mày? Chú uống rượu nữa rồi, rầu chú quá. Chị đừng có thương tôi. Không, chị đừng có lo cho tôi. Có rượu vô tôi mới sống mạnh, phải không ông y tá? Nè, ông giảm rượu đi, không á thì ông chết sớm nữa. Ô, chết sớm chừng nào tốt chừng ấy. Miễn là trong lúc sống tao được sống trong những giờ quên lãng, cái thua thiệt, cái đau khổ, mà nhất là thua thiệt trước một địch thủ tầm thường như mày đó nha mày. Chú nói bậy nữa rồi nghe không? Tôi nói bậy. Con chim lạ nó bay rồi. Tôi nằm nhà thương chứ tôi nghe hết á, tôi biết hết á. Chị thấy không? Những thằng trẻ vô ơn bạc
nghĩa nó đi mà không một tiếng nào biết chị. Làm cho cả tuần nay chị đau, chị khổ. Vậy mà chị còn xách xe ra tận Nha Trang. Mãnh lực nào đã thúc đẩy chị mò kim đáy biển? Tâm thân ngọc ngà phơi lặng lội đường xa sương gió. Nhưng ra đến nơi thì nó đã biến mất còn đâu. Người mới đã đi chỉ còn vương mang, người cũ để mà làm gì. Bọn chúng là kẻ gián manh chuyên dùi qua dập liệu. Sự thật đã được phơi bày, xin chỉ đừng mê mũi nữa chị ơi. Nè, tôi thấy là ông nên gọi em cho ấm áp tình nồng, vì tiếng chỉ là phần màn theo không che giấu những ý nghĩ thương minh bãi lấy trong đầu. Ông kêu gọi những cô gái lấy chồng già để hưởng được ái tình thật sự. Ôi ái tình gì, ái tình sắp xuống lỗ thì đúng hơn. Chồng tôi tan trao nên lúc nào cũng lo sợ, sợ như vậy thì hạnh phúc cái chỗ nào? Tôi đang bệnh, mấy người muốn đấu khẩu thì đi ra ngoài đi. Vậy chứ em nghĩ coi. Đừng cứ tôi bằng em. Tôi có thai với ông đây nè. Ông đã có vợ rồi mà còn gạt gẫm tôi. Trời 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 đất quý thần ơi, chị thấy cho chị hai. Đừng cứ tôi bằng chị. Chú không thuốc anh ruột chú chết thì ai vô đây? Chú còn muốn cưỡng bức tôi nữa. Mấy người đi ra hết đi. Già hay trẻ đều tội. Đi, đi không, tôi tố cáo mấy người ở tù ruột xương. Đi, đi. Đi thì đi chứ. Cô không cần tôi thì tôi ở làm gì? Con cô chưa chắc là của thằng nào. Mày nói gì vậy thằng khốn nạn? Cái thằng mọi rợ, không đứa nào dám nhìn này để tao nhìn cho. Còn Thanh đâu? Mày khóa cửa trước cửa sau lại, tao làm thịt thằng này. Chết mày nè. Trời ơi, bớ người ta nó giết tôi. Dạ thưa cô, dạ có khách kiếm cô. Chị đó nghe, chị nhiều chuyện lắm. Tôi đau ốm mặt tôi, chị nói cho người này người kia biết để sanh rắc rối. Dạ. Chị biết tôi bệnh đi gần không nổi, mà có khách chị kêu tôi làm gì? Tao đi cớ bóp cho mày biết tay tao nghe Thủy. Dạ, người hỏi mua nhà. Đã nói tôi bệnh mà mua bán cái gì? Dạ tôi có nói là cô đừng bệnh. Ông biểu cứ vô cho cô hay. Như cô tiếp không được thì ông hẹn lại tuần lễ sau. Vì tối nay ông mắc về Nha Trang. Hả? Người khách hôm trước đó hả? Dạ. Ra mời ông vô, lẹ lên. Dạ. Chú bà, chú đi ra cho tôi tiếp khách. Hai bữa sau tôi sẽ nói chuyện riêng với chú. Thiệt hả em Tần? Chú đừng kêu tôi bằng em. Trời ơi, tôi khổ lắm em Tần ơi. Sao em không để cho tôi chết?
còn cứu tôi chi. Cũng chính vì em mà tôi đã bỏ cả việc làm, sắp phải ra tòa vì nợ em có biết không. Lương tâm của chú biết nhiều hơn tôi mà. Tần anh sẽ ra đi vĩnh viễn xa em, anh sẽ chết để lương tâm khỏi đau khổ vì tình. Chớ sống làm gì để phải luôn vì lụy và gian sinh. Tội lỗi tôi gây ra cùng bởi vì tần, bởi sắc đẹp của tần là sắc đẹp liêu trai. Chào bà. Mạnh giỏi hả ông Thụy? Gặp nữa. Tôi là Nguyễn Trung Bình. Bình hay bàn gì cũng là những con ma từ mấy chục năm trước trở về để đòi nợ tôi phải không? Tôi đó. Ai làm gì tôi? Ai có quyền can thiệp vào chuyện của anh em tôi? Ai? Trời ơi, chị Thanh ơi, biểu lẹ lên. Đừng, đừng có kêu. Tưởng tôi mở gì nè, tôi đánh thằng này á? Không có đâu, tôi thắt họng. Mà tôi thắt họng một mình không được sao, kêu thêm người nữa thắt cho lẹ phải không? Em đau bệnh gì? Có phải em thương nhớ người ta không? Bây giờ em nghe người ta trở về nên em tỉnh rồi phải không? Ăn nói gọn gàng, đi đứng mau mắn. Em giết anh rồi Tần ơi. Ai muốn giết giết tôi đi. Chị dẫn chú ra ngoài, khi nào chú tỉnh tôi sẽ nói chuyện với chú. Mấy người họp lại để kết án tôi đi. Tôi không có điên đâu. Mà tôi cười nè, tôi cười cho mấy người sợ luôn. Vậy mà nói hẳn điên. Thôi đi ra ngoài với tôi đi ông Út à. Đâu có ai nói ông điên đâu. Đi. Khổ quá. Dạ, xin mời ông ngồi. Thưa bà, chẳng hay bà bệnh chi vậy? Dạ, dạ đâu có gì. Tại tôi quá sức nên mệt mỏi thôi. Tôi đến đây một là để hỏi thăm sức khỏe của bà. Dạ, cảm ơn ông. Hai là để từ giã bà, chúng tôi về Nha Trang. Dầu sao bà cũng là người ơn của thằng con trai tôi. Còn việc sau cùng là tôi xin nói chuyện dứt khoát về ngôi nhà. Dạ. Hai cha con tôi đã thỏa thuận với nhau. Nó ở ngoài với một thằng em trai, còn tôi với dì nó và mấy đứa nhỏ thì vô ở trong này. Do đó tôi bằng lòng ưng thuận mua với giá mà bà đã định. Để bảo đảm lời hứa của tôi, nội tối nay tôi với nó đi chuyến xe lửa về ngoại. Tôi có đánh máy sẵn hai bản. Đây, kể như là một biên nhận để bà nhận số tiền cọc của tôi, kèm theo một cái ngân phiếu 50.000 đồng. Dạ thưa ông, nếu ông hứa chắc thì thôi, khỏi phải bỏ cọc trước gì hết. Tôi tin ông mà. Ít ra cũng được như bà. Vì hiện nay người ta tín nhiệm với nhau, nhiều hay ít cũng lấy đồng tiền làm nền tảng. Cái biệt thự của ông ở ngoài đẹp quá chứ. Ủa, sao bà biết? Phải, hôm đó tôi có cho bà biết địa chỉ. Mà bà ra ngoài để kiếm tôi hay là kiếm một người nào khác? Dạ, vì tôi thấy ông đi lâu quá không có trở lại. Tôi dẫn nó về Cần Thơ thăm bên nội của nó cả tuần lễ nay. Sẵn đó người ta mai mối cho nó một cô ở dưới Cần Thơ. Gái Cần Thơ đẹp lắm bà. Dạ, chuyện đó thành không ông? Thành, nên mới ở lâu như vậy chứ. Nói đùa với bà vậy chứ, con trai tôi nó không muốn cưới vợ. Dạ, bây giờ cậu đánh về Nha Trang rồi hả ông? Dạ. Tôi biết
nhắn gì bây giờ ngoài việc chúc cậu Đảnh mạnh giỏi. Một vài bữa tôi hết bệnh, tôi sẽ đến tiệm Mai lấy quần áo gửi ra cho cậu. Vì bữa đi lại nhà người bạn để tính nói chuyện làm ăn, tôi có đưa cậu Đảnh lại tiệm Mai mấy bộ đồ. Bà khỏi gửi, chút nữa thằng Đảnh lại đây, tôi với nó đi một lượt. Nhưng vì tôi kêu nó đi mua 2 vé xe lửa và sắm vài vật dụng cần thiết đó mà. Thiệt hả ông? Đáng lẽ ra tôi đừng nên nói trước là nó sẽ quay trở lại đây. Tôi muốn dành cho bà sự bất ngờ, cũng như sự bất ngờ mà bà đã dành cho tôi hôm trước. Cái gì chúng ta mong đợi trong trường hợp gần như tuyệt vọng mà nó đến, thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp bội, phải không bà? Dạ. Nhưng tôi cảm thấy buồn, buồn cho nhân tình thế thái. Tôi muốn nói dối nhưng không đành tiếp tục nói dối, vì vậy càng nói dối người ta càng đau khổ nhiều thêm. Bởi lẽ đó tôi buộc lòng nói thật, dù cho sự thật có đắng cay, phủ phàng hãy ngăn cay. Thì thời gian sẽ trôi dần về quá khứ, để ai kia không còn nặng gánh thương sâu. Thưa bà, có phải bà đã đem lòng yêu thương con của chồng mình? Dạ, ý ông muốn nói thằng Đảnh. Dạ. Vì yêu nó mà bà không muốn cho cha con tôi gặp nhau, có đúng như vậy không? Ừ. Bà coi lòng ích kỷ của bà lớn hơn tình phụ tử của chúng tôi. Bà coi mối tình tội lỗi to lớn hơn búa rìa dư luận khách khe của xã hội. Bà nên biết, địa vị của bà là một người mẹ, giàu là mẹ ghẻ, thì có lý đâu lại yêu thương một đứa con chồng. Dạ thưa bác, bác cho phép con được gọi bác bằng bác có được hay không? Được, bà cứ gọi. Nếu bác cho phép, xin bác hãy gọi con bằng cháu hay bằng con cũng được, để con có thể hầu chuyện bác dễ dàng hơn. Tôi gọi cô bằng cô. Cảm ơn bác. Khi nãy bác nói địa vị của con hiện giờ là một người mẹ, dù là mẹ ghê, còn anh Đảnh là một đứa con chồng. Đúng vậy. Nhưng chắc bác quên rằng anh Đảnh là con ruột của bác, thì người chồng quá cố của con và anh Đảnh đâu có gì ràng buộc. Khi đã không phải là tình thâm cốt nhục thì tại sao lại hoàn cảnh của cô? Tôi rất hiểu, thằng Đảnh nó có nói cho tôi nghe mà. Ngoài ra anh Đảnh có nói với bác bệnh tình của người cha nuôi của ảnh cho bác nghe không? Có, chẳng những tôi biết riêng về hắn mà tôi còn biết thêm về một số người trong nhà này, kể cả cô. Như vậy bác không nỡ khắt khe mà cấm con không được yêu ảnh? Không, tôi đâu có cấm cô không được yêu nó. Tôi chỉ khuyên cô đừng yêu nó, vì một phần là nó không yêu cô, một phần khác là tôi cấm nó không được yêu cô. Ngày xưa cô đã từng biết cách cư xử của người cha ghẻ đối với cô như thế nào, và cô cũng đã từng nghe thằng Đảnh nói lại cha ghẻ nó như thế nào. Nghĩa là bất cứ lúc nào và ở đâu, những người cha hay mẹ ghẻ điều rất đổi vô tình, họ không bao giờ có thiện cảm với đứa con riêng. Chuyện của cô chắc cô cũng thừa hiểu lắm rồi,
Nhưng bây giờ tôi đem ra nhắc lại, tưởng cũng không đến nỗi gọi là thừa. Tôi buộc lòng phải nói ra những lời lẽ đau lòng, chắc chắn là nó sẽ làm bất ý cô. Bác cứ yên lòng, cháu sẵn sàng nghe bác dạy. Con năm nay mới 21 tuổi đầu, tiếc rằng con đã khôn lớn. Mặc dầu xét cho cùng có khôn lớn gì hơn ai. Thật là trước một người lễ phép làm cho tôi khó nói vô cùng. Nhưng tin rằng con sẽ tha lỗi cho tôi. Có phải hiện giờ cô đã mang thai rồi? Ủa, tại sao mà... Khoan, cô đừng nên nóng giận mà cho tôi là kẻ ăn nói hồ đồ. Cô coi tôi đã hai thứ tóc trên đầu, khi nói chuyện gì thì phải hết sức cẩn thận. Bác đã nói một câu làm cho con tủi nhục. Cô đừng lo, tôi không bao giờ kinh miệng. Dạ thưa bác, cháu xin bác nói rõ, hiện giờ bác muốn nói tới điều chi? Sau khi bác đã rõ chuyện riêng tư con rồi, bác cứ nói liền cho con được an tâm. Cuộc đời con đã khổ quá nhiều, con mong rằng bác sẽ làm cho nó dịu hơn. Cô nói chuyện khéo lắm. Hồi nãy con trai tôi nó không yêu cô. Dạ. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng cô yêu nó hết sức. Cô yêu cho đến nỗi cô không còn giữ ý tứ gì trong khi có người lạ mặt đến nhà, phải không? Dạ. À, do đó tôi hết sức lo ngại. Tuy nói rằng nó không yêu cô, nhưng vì mối tình cuồng nhiệt của cô có một sức nóng có thể nung chảy được cái quyết định sắt đá trong lòng của nó. Vì những người chưa quá tuổi 30 như cô và nó, dầu nói rằng mình đã chán đời và khinh bạc đời hất hủi, nhưng thật sự khinh bạc và hất hủi của cuộc đời chưa đủ sức dập tắt ngọn lửa thanh cao đang âm ỉ cháy trong lòng họ. Tôi nghĩ rằng rồi đây, trước sự khổ đau tuyệt vọng của cô, ngọn lửa kia lại bùng sáng trong lòng rảnh. Nó sẽ quên cái tương lai của nó để mà hy sinh cho hiện tại của cô. Nó sẽ là một người chồng ở với một người vợ, mà người vợ đó lại có đứa con riêng. Cô nghĩ thế nào về người cha ghẻ đó? Thưa bác, bác đã nói là anh Đảnh không yêu con, thì làm gì có chuyện con chung hay con riêng nữa. Tôi thận trọng vì ý nghĩ của người nó biến nhanh hơn thời khắc. Cô cứ tạm cho rằng việc của hai người sẽ xảy ra. Như trường hợp của tôi, nói đi, thì cô sẽ xử trí như thế nào? Nếu được như lời bác nói thì thật là vạn hạnh cho con. Không, tôi chỉ thí dụ vậy thôi mà. Tất nhiên cô với nó không thể thành vợ chồng được. Con biết. Nhưng nếu có trường hợp đó thì con tin rằng anh Đảnh sẽ đối xử với con không giống như những người cha mẹ ghẻ khác. Vì chính anh Đảnh đã khuyên con hãy tôn trọng sinh mạng của đứa nhỏ trong bụng con mà. Nó khuyên cô nên nuôi dưỡng cái thai, điều đó rất tốt. Nhưng cô phải biết rằng nó nói ra điều đó chỉ là lời nói ngoài môi. Cô chớ hiểu lầm rồi dương lấy thương đau. Cho dù nếu nó có thật sự thương cô thì cũng chẳng bền lâu, vì đứa con riêng sẽ chia cắt mối tình. Cô Tần ơi, cô đừng nên xem thường sự việc. Chỉ biết ngày nay, chứ cô không nghĩ tới sau này. Cảnh con chồng mẹ ghẻ, cha ghẻ con. Yeah.
chỉ một lời nói vô tâm cũng làm gia đình xung đột. Mà kẻ gây ra chỉ là đứa trẻ dại khờ, bởi nó phải đâu là núm ruột của mình. Đừng nghĩ trước đây thằng đánh bị người hành hạ thì sau này nó thương mến con. Cô khó lắm cô ơi, tôi nói như vậy có đúng không cô? Dạ bác nói rất đúng. Cô có nể tôi mà trả lời như vậy không? Dạ thưa, con có nể bác. Nhưng không phải vì nể bác mà con trả lời nịnh theo bác. Quả thật bác nói đúng. Như vậy ngay từ bây giờ cô có thể bỏ ý định yêu thằng Đảnh không? Thưa bác, đâu phải ý định nữa mà con đã thật sự yêu ảnh rồi. Mối tình của con đối với ảnh không thể trong một tháng hay một năm mà dễ phai đi được. Đối với một người lịch lãm như bác, con đâu còn gì để giấu giếm nữa. Phải chi con vì tiền hay vì bóng sắc mà yêu ảnh thì con sẽ quên ảnh lẹ lắm. Đằng này sự hiểu biết của ảnh làm cho con phục, tư cách của ảnh làm cho con mến. Cuộc đời riêng của ảnh cũng đau buồn như cuộc đời của con, làm cho con dễ cảm thông. Con yêu ảnh, ảnh từ chối. Cô nói thẳng với nó là cô yêu nó à? Dạ không, con miệng lưỡi nào mà nói được. À, thế ra là hai người chỉ... Dạ, chỉ hiểu ngầm với nhau thôi. Bác đã hiểu hết thì con không thể chối được. Hôm ảnh được thơ của bác, ảnh tức tốc đi liền. Ở nhà con đợi ảnh tới cơm chiều mà vẫn không thấy ảnh trở lại đây. Con xuống khách sạn Tà Quy, người quản lý mới cho hay rằng cứ ngó mãi đồng hồ trong từng phút từng giờ. Chừng sáng ra con mới đi thẳng Nha Trang, như bác đã hiểu qua. Con định khi sanh nở rồi sẽ xuống tóc thôi. Được, tốt lắm, miễn cô yêu nó thiệt tình là đủ rồi. Cô có thể trở thành một người vợ hiền, một người dâu thảo lắm. Tôi không thể hứa trước với cô chắc chắn một điều gì, nhưng tôi sẽ hứa rằng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô. Trời ơi, bác, bác thương con nghe bác. Con lại bác, con lại bác. Kìa, cô đừng dối. Tôi hứa giúp cô, nhưng mà chắc được hay không? Ngoài ra sự giúp đỡ của tôi cũng với một điều kiện, là kể từ nay cô nên tìm cách phá thai, để mãi sau khi phải lập gia đình cô khỏi lo đứa này con chung, đứa nọ con riêng. Hạnh phúc sau này là do cô quyết định ngay lúc bây giờ. Bác nghĩ coi, việc bác dạy con có cần lắm hay không? Nếu con đoạn tình cốt nhục để hồng được yêu thì có xứng đáng gì đâu. Đó là tôi nói chuyện mai sau, còn bây giờ không can hệ gì đâu. Dẫu về
sao cũng vậy, tuy rằng chưa biết mặt nhưng nó vẫn là con, thì nhất định không thể nào con giết được. Tức là cô không bằng lòng theo lời tôi. Dạ. Cũng có nghĩa là cô bằng lòng xa thằng Đánh. Dạ. Con không thể vì muốn được yêu mà phải giết người. Bác cứ cấm anh Đánh đừng lui tới với con. Con cũng rất bằng lòng. Coi, cô giận tôi rồi sao? Thưa không, ý nghĩ của con thế nào thì con nói cho bác nghe thế ấy. Dạ lại, ý đó cũng do anh Đánh dạy con thôi. Hồi trước con nghĩ vì danh dự cho nên con phá thai. Anh Đánh khuyên con đừng làm như vậy. Không lẽ vì muốn được làm vợ ảnh mà con nỡ giết con của con sao? Cô nhất định rồi chứ? Dạ. Ba, dì, quà Cần Thơ mua về cho dì nè. Ủa, dì đang sao mà ốm vậy? Ờ, không có gì, mất sức chút đỉnh thôi. Dì đang... mà để mất sức nguy hiểm lắm đó nha. Dì có đi bác sĩ chưa? Không. Dì đưa tay cho tôi coi mạch coi. Con mua vé xe lửa chưa? Thưa ba, con mua rồi. Chuyện trò với dì con một chút đi, rồi cha con mình xin kiếm. Dạ. À nè, con có thanh toán tiền phòng chưa? Đồ đạc mình nhiều lắm ba, chừng đi kêu xe chở luôn. Bây giờ trả tiền phòng rồi để đâu? Dì hơi mệt đó, mạch nhảy bậy. Dì có mệt lắm không? Sao dì khóc? Tối nay tôi về Nha Trang rồi, không còn ở đây báo dì nữa đâu. Nói chơi với dì, chứ trước khi đi tôi biêu dì một món. Tin rằng không có gì xứng đáng, nhưng mà để tỏ tấm lòng tôi mua tặng cho dì cổ tay dì trắng trẻo mảnh mày, hạt với sợi dây chuyền vàng tay. Sợi dây này sẽ tăng thêm vẻ đẹp mai mốt này. Tôi ở Nha Trang nên gần đây dì có bán được nhà, dì hãy gửi thơ liền cho tôi để tôi biết địa chỉ mới của dì. Vô Sài Gòn tôi sẽ tới thăm. Cảm ơn cậu. Thôi, chúng tôi xin cứu được rồi đó. Dạ. Bác cảm phiền ngồi đợi, con ra phố 5-10 phút. Dì đi đâu? Gần tới giờ xe chạy rồi mà. Tôi lại tiệm mai lấy quần áo cho cậu. Bà thấy con không nên đùa giỡn nữa. Không yêu người ta thì đừng làm cho người ta khổ thêm. Nó nói với ba là sau khi sanh nở rồi nó đi tu luôn đó. Con người đó dễ mến thiệt, nhưng yêu thì không yêu được ba à. Sao vậy? Con không biết tại sao. Con có khinh nó là một vũ nữ không? Có chút đỉnh. Con có thấy ở nó có chút gì cao thượng không? Tối mò chứ cao thượng gì ba. Cổ có thai người ta chích thuốc phá thai cho cổ uống ký ninh mà không biết. Dốt sao dốt quá trời. Ba thì ba thấy nó cao thượng. Con đừng tưởng sự cao thượng phải nương tựa vào một nền học thức nhất định nào. Nó dốt nó vẫn cao thượng được chứ con. Những người có học, họ ăn nói tao nhã và đối xử bằng thiệp. Còn cao thượng hay không lại tùy người. Hồi nãy ba nói nó, nếu nó có muốn trở thành vợ chồng với con thì hãy phá thai đi. Trời đất ơi, ba xuống vậy thì chết rồi. Ba thử nó thôi, nhưng nó nhất định không chịu. Nó nói thà con không yêu nó, chứ giết đứa nhỏ để được yêu thì lương tâm nó không cho phép. Nó nói nó làm như vậy là theo ý con, vì con biểu nó dưỡng thai mà, phải không? Dạ. Con thấy cái tốt đẹp của người con gái hư hỏng đó chưa? Nó biết con không yêu nó, nhưng nó vẫn ca ngợi con. Nó yêu con hết sức, nhưng không vì tình yêu đó mà làm cho nó mất lương tâm của một người mẹ. Xét cho kỹ,
nó vẫn còn hơn mấy bà ở với chồng có ba bốn mặt con, còn bỏ mấy đứa nhỏ bơ vơ để ôm gói theo trai. Mà ba nói làm gì? Ba nói riết làm cho con thương hại cổ. Con cưới cổ làm vợ con có hạnh phúc hay không? Ái tình có cần sự thương hại đâu ba. Không phải ba ép uổng con, ba đâu có quyền đó. Nhưng làm cha mẹ, ba muốn nói những gì ba biết để cho con cùng biết. Còn cái biết của ba có đúng hay không là tùy thời gian con xét lại. Con nói rằng tình yêu không cần sự thương hại. Ba nói rõ, hầu hết những mối tình người nay đều do lòng thương hại mà ra. Người ta thương hại kẻ quá si mê mình, chính mình muốn cho mình được sung sướng. Khi có dịp con sẽ nhận xét điều đó. Ba nói vậy thì con hay vậy. Để coi, con bị can án giết người, bị tù ra, hai bàn tay trắng. Người yêu cũ đã lấy chồng giàu, những cô gái cũ nhìn con với đôi mắt lạnh nhạt. Ít ra con phải có sự nghiệp rồi, hãy hay ba. Trong khi mọi người đối với con như vậy, thì có một người nhìn con khác hơn. Trong mấy ngày mình đi Cần Thơ, nó dám ra ngoài Nha Trang để kiếm mình. Nó đau, chắc là tâm bệnh. Phần thì mệt mỏi, phần thương nhớ con chứ không có gì lạ đâu. Ba không ép, nhưng nếu con nhất định từ chối thì chút nữa nó về đây, con dứt khoát với nó đi. Ba tránh chỗ khác cho hai đứa nói chuyện tự do hơn. Con không muốn làm cho ba buồn, nhưng vấn đề này con xin phép ba cho con được tự do. Và con nhớ quyết là tình yêu không bao giờ có sự thương hại như ba nói. Kìa, cổ về. Dạ, con làm bác đợi lâu quá. Không có chi. Thôi, để ba về trước. Con nhắm về kịp để ra ga Sài Gòn thì về, còn không thì đợi xe ra tới ga Hòa Hưng rồi lên cũng được. Con nhớ phòng trên xe chứ hả? Phòng 18, toa 365. Ba đợi chút xíu, con về bây giờ ba. Bậy. Bắt đầu sáng mai con đã ở ngoài Nha Trang rồi. Biết từ đó về sau con còn gặp cô Tần đấy không? Có nhiều cuộc gặp gỡ mình không quý trọng, nhưng khi biết được đó là lần gặp gỡ sau cùng thì mình mới cảm thấy tiếc rẻ cái thời gian ngắn ngủi của cuộc gặp gỡ người xưa, phải không cô Tần? Dạ. Thôi, tôi chào cô. Dạ, con chào bác. Bác về mạnh giỏi. Cảm ơn cô. Quần áo của cậu đây, tôi muốn tặng cậu rất nhiều, nhưng không biết cậu có nhận không? Chỉ còn gần 20 phút nữa là xe chạy, mình không nên đóng trò nữa. Hãy nói phức đi những gì mình cần nói. Đừng kêu tôi bằng cậu, kêu tôi bằng thằng đảnh cũng được. Hồi nãy ở nhà, cô đã nói với ông già tôi những gì? Tôi có nói gì đâu. Không nói gì thì tại sao ổng xúi tôi cưới cô? Dạ, bác biểu em đừng yêu anh. Rồi cô năn nỉ ổng, ổng siêu lòng phải không? Dạ phải, em có năn nỉ bác. Cô là một con đàn bà. Nhưng bác không siêu lòng. Dạ em có hứa với bác là không bao giờ yêu anh nữa. Đó là lời hứa trước con người mà em kính sợ. Nhưng mà trong thâm tâm thì em cảm thấy rằng em yêu anh cho đến hơi thở sau cùng. Dù cho anh có ruồng rầy mặt lòng, mai mốt này anh sẽ thở ngọn gió trong lành ở bãi biển Nha Trang. Riêng ở Sài Gòn, người ta không ti dáng của Tần nương. Vì sự vắng mặt của anh làm cho em không chịu nổi buồn ở Tần Thank you.
sẽ cho đứa trẻ ở một viện mồ côi, rồi em xuống tóc tìm một ngôi chùa hẻo lánh xa hằng thì thành để lo bề sanh hối tu hành. Tiếng mõ chuông sẽ làm cho em quay lạc mối tình và chốn chặt trong quá khứ đầy tủi lủi buồn đau. Đây là kỷ vật anh trao với ý định hoàn toàn trong sân. Em cũng xin trả lại anh để quên hết những gì còn dính líu cùng nhau. Cô không đeo thì tôi cất, nhưng tôi khuyên cô đừng, đừng đi tu. Còn con cô đẻ mà cô không nuôi thì không có ông Phật nào mở cửa niết bàn cho cô tới. Cô nhìn lại đi, cô trẻ đẹp, cô giàu sang, cô sống xa hoa như một bà hoàng giữa kinh thành rộn rịp. Đồng tiền sẽ tạo cho cô những ngày tầng. Vì cô quá yêu đời nên gặp vài thất vọng, cô dễ sinh ra chán nản. Tại sao, tại sao cô không chấp nhận sự sống này một cách bình thường, kể nó như là chốn hí trường người ta diễn lắm trò. Tất nhiên cũng có lắm đoạn buồn. Thôi, gần tới giờ rồi. Tôi nói với cô mấy lời chót. Khi nào sanh nở, gửi thơ cho tôi hay, tôi sẽ về thăm cháu. Anh đã ra đi thì xin đừng hẹn hò gì nữa. Ngày mai biết ra sao. Dẫu em sang giàu thật, nhưng với anh, em là một người hành khất, đang chìa tay xin anh bố thí một chút ân tình. Ôi, xứng đáng gì một thằng như tôi. Tôi cũng là một trong muôn ngàn người trai khác, có khi còn tệ hơn nữa. Đời của cô làm sao tùy ý. Tôi thì tôi đã nói hết lời rồi, cho tôi cứu để trễ tàu. Anh đành. Gì nữa? Anh nhận quần áo đi, đừng từ chối, tội nghiệp cho em mà. Thôi được, cảm ơn cô. Sao em có thai mà anh nói cho bác hay chi vậy? Cô mắc cỡ sao? Sao cô nằm trong lòng cả ngàn thằng đàn ông cô không mắc cỡ? Anh đánh tàn nhẫn với em quá. Em yêu anh. Anh đi thật sao? Cô yêu tôi là thằng thứ mấy? Buông cho tôi đi. Trời ơi, Tân, Tân à, anh xin lỗi. Em không sao đâu. Anh đi đi để trễ xe. Tần ơi, mong em thứ tha cho anh quá vô tình, không hiểu sao tấm lòng thành lỗi em dành cho anh, luôn nghĩ sai cho người, đến giờ này mới thấy em làm sao.
sóng xô bao dặm qua rồi, từ giờ này ta sẽ kề bên. Em đang sống trong mơ hồ, nghe những lời con qua đi rồi sao? Lời sẽ rời bỏ Nha Trang cũng như em nên rời bỏ cái biệt thự lộng lẫy nguy nga của cái tên Tầng Nương Thất, để xóa bỏ cuộc đời lênh đênh trôi nổi như kiếp ký sinh bèo bọt giữa sông dài. Thank you.